Ok. Hôm nay mình sẽ nói với bữa nay mình sẽ bàn về, mình sẽ hướng dẫn anh em, một số anh em chơi xe Trung Quốc mình dọn thế nào cho nó đúng quy trình các bạn. Mình dẫn thế nào cho đúng quy trình ha. Thì mình ở biển số mình nói cho các bạn nghe luôn ha. Thì có nghĩa là khi mà các bạn á, bạn mà mua xe Trung Quốc á, mà xe phải tâm huyết nha. Nếu mình đã là xe Trung Quốc thì các bạn chơi phải là tâm huyết nó mới đáng đồng tiền. Còn vậy nhưng mà các bạn mà dọn xe mà bảo là xe Trung Quốc dọn bán lỗ thì đúng rồi, Trung Quốc mà các bạn dọn các bạn bán là chết luôn. Trừ khi nào các bạn xác định là xe này là xe của mình và không bao giờ mình bán, cho dù có người trả giá như thế nào chăng nữa thì mình vẫn không bán, thì các bạn hãy dọn. Cái đó là điều đầu tiên mình khuyên các bạn chơi xe Trung Quốc. À, cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa thì bây giờ mình nói về riêng Trung Quốc trước. Mình nói về riêng Trung Quốc trước. Thì riêng Trung Quốc cái điều đầu tiên các bạn nên lên đó. Và kể cả quay luôn, đặc điểm chung của nó là lên khung sườn và chẳng ba. Điều đầu tiên các bạn nên lên là lên cái đó trước, nếu các bạn muốn dọn tâm huyết nha. Chứ mình không nói các bạn dọn để đẹp để đi chơi, mình chỉ nói là các bạn dọn tâm huyết đó. Đó. Thì các bạn nên lên điều đầu tiên là nên lên cái khung sườn chẳng ba, là nó quan trọng nè, là nó trị cái bệnh mà sàn lắc các bạn. Nó sẽ trị cho các bạn cái bệnh sàn lắc, bệnh sàn lắc của thằng Trung Quốc á. Thông thường là cái thằng Trung Quốc nó chùm luôn, leo lên nó đưa những cái võng đó, thì muốn mà hết cái bệnh đó thì bắt buộc các bạn phải thay khung sườn và chẳng ba. Thay là thay thường, nhưng mà thay sẽ mai nhật nha mấy ông cố. Mấy ông cố thay đồ lô vô đi cũng như không. Thay đồ heo xe, sườn heo xe, rồi chẳng ba heo xe, rồi cứ thay đồ mới. Đồ mới nó hơn đồ Trung Quốc chút mà. Đó, vô thấy đó trước. Rồi tiếp theo nữa là bạn làm cái gì? À, các bạn làm tiếp theo là các bạn làm nhận kề chân của nó là gấp. Còn con gấp cũng rất là quan trọng nha. Gấp và bánh phục trước phục sau, làm cho cứng, lên đồ nhật hết. Nhận chân nó lên đồ nhật hết cho mình. Đừng có độ, đừng có bỏ tiền ra độ mấy cái đồng hồ Uso, trợ lực Allen Fay, phục sau Allen Fay. Xài xong ít bữa là chán lại bán lỗ. Bán là bán đồ cũ lỗ chắc. Đó, các bạn nên đi Nagin. Các bạn nên đi Nagin đi. Còn không thì đi Allen, đi Allen Gin. Còn không có tiền thì mình đi ráng góp mình đi cặp Nai Fay cũng được rồi. Đi Nai Fay thì được. Nai Fay mà lại Fay lại 600, 500 á. Mình đi lại Fay 2-300 thì cũng được đâu. Rồi. Xong cái nhạc chân rồi đúng không? Mình như đó không bọn rồi đó. Mấy rồi đó. Rồi cỡ chục chai rồi đó. Rồi tiếp theo này thích lên đẻ thì lên đẻ, còn không thì để đồng chạy đi. Trước mắt thì cứ để đồng cho nó đỡ tốn kém chút. Đó. Rồi từ từ có tiền lên đẻ sau, lên đẻ dễ mà, trong tầm tay thôi. Thích thì lên thôi. Cái đó thì nó lẹ lắm. Với lại cái gì? Đồng hồ Cuso á. Các bạn thấy là mình lên đồng hồ Cuso đẹp quá, bạn muốn lên á cũng được. Nhưng mà từ từ đã. Xem mình đi Trung Quốc chọn từ từ đã. Cứ lên dàn chân trước cho nó chuẩn đi, rồi muốn lên gì đó là lên sao, hiểu không? Khi mình lên kiểu đó là chết luôn. Đã mình xe Trung Quốc, vốn mình cũng hay đã xe Trung Quốc thì đâu xe là sinh viên đi thôi chứ nhà giàu ai đi Trung Quốc. Mình nói các bạn vậy đó. Thì các bạn nhớ, lần đầu tiên mà chơi xe Trung Quốc thì phải dàn chân cho mình bắt buộc nha. Để dàn chân cho mình. Tiếp theo làm phải làm từ trong ra ngoài, chứ đừng có làm từ ngoài. Từ ngoài vô trong rồi. Xe thì hả, ốc kiểu ốc màu vàng vàng đỏ đỏ, ốc rồ ti đồ, xay da đồ, rồi bánh mâm thắng đĩa, đồng hồ cuốn xô, rồi mà leo lên xe chạy. Xe thì chạy không nổi,
cái đầu thì kêu canh 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 canh, chạy thì đưa cho cái võng, cái đó là không phải. Bạn đừng chơi xe của đó, bạn chơi xe đó vừa tốn kém mà vừa không có cảm giác nữa. Nó đó thì mình hướng dẫn với các bạn để các bạn chơi xe tiếp theo. Bạn nội thì chân xong giờ bạn tới máy, phần máy móc, máy tạo các bạn cũng biết rồi, dài bữa sửa triệu 500-200 đã gọi là máy tàu mà, nó triệu 500-200 là miết. Vậy nó hư đúng không? Gom góp, đừng có dơ lơ đồ vô đầu khiển nữa, gom góp để đi. Mình lên đầu lòng, nếu mà bạn nào không có lún á, nó không đủ sức chơi, bạn lên đầu lòng dên. Đầu lòng dên quên pha thôi, chỉ cần lên đầu lòng mình dên quên pha thôi. Bình xăng con quay pha thôi, đừng cần sao hoa đi, bình neo làm gì. Đầu đồng dân quay pha, bình xăng con quay pha, cọc lóc quay pha. Là cái máy mình nói các bạn cứng nhắc. Là cái máy cứng thừ rồi đó. Tiếp theo, máy xong rồi đúng không? Máy móc rồi xong rồi, con lạnh. Dàn áo. Nếu mà lúc trước đó mà chưa có tiền thì cứ để dàn áo cũ đó mà xài. Dàn áo thì 1 phút 30 giây. Dự máy là có dàn áo quen pha cho các bạn rồi, đúng không? Mình cứ để dàn áo, mình nói với các bạn là chưa có lúa nha. Chứ mà mình nói các bạn có lúa. Làm lần một thì chắc không có gì để mà bàn ở trong clip này nữa rồi. Mình hướng dẫn các bạn lên từ từ. Chúng ta các bạn lên dàn áo cho mình. Dàn áo có tiền thì lên dàn áo thái, không có tiền lên dàn áo pha thôi. Thì nó pha thôi, mà lên thì nó pha thì nó lựa cái nào á, giống như thanh nhớt nè, hoặc là đỏ, đỏ tươi, cho nó quay á thì cho nó phù hợp. Sau này mình lên đầu 110 á, với lại cái đạn 110 đỏ, không cần phải sơn lại luôn. Đó, nên là mình đỡ một chi phí nữa rồi, thấy chưa? Còn không thì các bạn cứ thích màu nào bạn đi, rồi tới lúc mà mình mua đầu đeo 110 mình đi sơn lại. Là mình được dàn áo jean và chấm mùi luôn rồi, đầu đen chấm mùi, đuôi chấm mùi, nải chấm mùi. Và các bạn thành con xe Nhật rồi đó. Tới thời điểm bây giờ là các bạn thành con xe Nhật rồi đó. Thấy chưa? Thành con xe Nhật rồi. Tiếp theo nữa, giao xe mình hết chỗ dọn là không phải, và còn nhiều thứ. Khi bạn lên tới đó, bạn thành con xe Nhật, các bạn còn nhiều thứ lắm. Các bạn mới dọn con xe Trung Quốc thành con xe Nhật thôi, chứ không phải là con xe kiển. Bây giờ bắt đầu mới vô đồ kiển nào. Thấy đồng hồ cuốn số đẹp, vô đồng hồ cuốn số. Thích thì vô. Giờ mình đợi từ sườn tới dây điện sườn rồi mình thì nhập hết rồi. Thì cái lúc các bạn làm sườn, các bạn thay điện sườn nhập luôn đi nha. Đừng có để nha mấy ông cố. Để lên đồ Nhật mà để dây điện sườn Trung Quốc đi. Có ngày chắc bộ. Tiếp theo nữa là bắt đầu mình sẽ lên thêm đĩa trước. Đúng không? Ai mà cả thích đĩa trước. Có tiền thì hai đĩa, không có tiền thì một đĩa thôi. Nhưng mà theo mình á, đẻ cũng đẹp rồi. Rồi bắt đầu mới cái cuộc phay, cuộc le phay hay là cuộc cuộc sau mình chưa tới thì vô gặp hai viên. Tiếp theo là cụm công tắc viên thôi, nó chơi công tắc kiểu. Mà chơi công tắc kiểu như domino hay là honeywell, bạn nên chơi cụm viên đi, đừng nên chơi đi cụm lô bốn tháng là nó mở lại công tắc mặt bàn rồi. Nên chơi, nên đi cụm theo xe. Tiếp theo là đi muốn đẹp thì đi cụm viên. Là xong. Tại chiếc này là các bạn thấy không? Là xong một con xe Trung Quốc được xe Nhật lại. Đẹp xin men như con xe này nè, các bạn cho. Con này kế bên này nè. Con này là con xe Trung Quốc đấy. Con xe này là xe Trung Quốc. Bây giờ nó là thành xe Nhật rồi. Như vậy cái xe mình chọn mới tâm huyết. Mình chia sẻ với các bạn trong cái clip này là các bạn xe tâm huyết nha. Các bạn đừng có nói là dọn mấy chục triệu đi mua xe Nhật cho nó lẹ, đúng không? Đúng rồi. Các bạn nào mà không biết chơi xe về quay về rim á, thì các bạn bảo là giờ bỏ ra mười mấy triệu mua chiếc xe quay pha mới rồi, độc thụng rồi, chạy cho nó sướng, đúng chưa? Cần chi phải dọn, tốn tiền, tốn thời gian. Nhưng đó là các bạn nói thôi, các bạn nói là các bạn chưa biết chơi xe, các bạn đã chơi xe rồi nên nó thấm trong máu.
trong máu chứ không phải là chơi xe tính toán theo kiểu như các bạn đâu. Rồi nói chung thì cái clip này cũng chia sẻ với các bạn chơi đồ tàu ha, như đó để các bạn hướng cái hướng để các bạn định hướng để các bạn dọn đó, để mình dọn làm sao mà chỉ có kinh tế nhất. Cái xe tàu mà các bạn dọn một lần là các bạn đuối lắm, xe tàu dọn một lần là chết luôn. Mình đã từng cầm dọn xe tàu cho mấy anh em khách rồi, chỉ có những người nào mà tâm huyết mà nhà khá giả xíu mới dọn nổi một lần thôi. Xe tàu thì dọn từ từ, giống như bữa mình có nhận của thằng em chiếc Trung Quốc, thằng em nó mới lên nó hô nó bảo mình á, anh ơi lên cho em phục lên cho em đồ phục Nike đồng hồ Fuso với lại chạy là Colin. Mà nhìn lại cái xe hả, xe thì 50 sao chạy, máy thì kêu như máy già, sườn thì đưa như cái võng một nát rồi, chẳng ba chẳng ba lô gấp lô, nói chung là nguyên cái xe là không còn đội theo xe nữa, đội Trung Quốc, xe Trung Quốc mà không còn đội xe nó là hai đội Trung Quốc luôn. Thì mình nó bảo á, em đừng có nên đội cách đó, vậy em gắn đồng hồ cũng xô anh không gắn cho em đâu. Em dọn dưới đó nhìn vô người ta nói xe như là cái gì chứ không phải là cái xe. Bây giờ nè em có bao nhiêu tiền đó, có nghĩa là các bạn qua bạn dọn kiển, cái này là bạn dọn kiển chứ phải bạn dọn, không phải bạn sửa xe đâu. Ví dụ các bạn thay vỏ xe 200-300 thì nó có giá cố định, còn đây các bạn dọn xe thì nó không có giá cố định. Giờ các bạn có bao nhiêu tiền để mình sẽ up đồ cho các bạn, để mình tính toán sao cho trong cái khoản chi phí các bạn có được, chứ bây giờ làm theo ý của các bạn mà chi phí nó ra cao thì chết luôn. Thì em nó mới bảo bây giờ em có khoảng 15, anh làm sao mà cho xe em chạy ngon. Điều đầu tiên thì mình cũng chia sẻ với các bạn như chia sẻ với em như nãy giờ đó, thì làm từ trong ra ngoài em chai, làm từ phần sườn tiếp theo là máy móc đó, phần sườn tiếp theo là máy móc đó, có gì đâu, làm từ từ như mình nói với các bạn như nãy giờ. Thì tới thời điểm bây giờ là bạn đó, cái xe của bạn đó là sườn Nhật, máy Nhật, phục sau phục nai zin, phục trước phục zin, chẳng ba zin, nguyên dàn áo zin, bây giờ còn cặp bánh đó, cái bô zin luôn rồi, bô zin luôn rồi. Còn cặp bánh với đồng hồ, bạn nó thích đồng hồ Fuso lắm, dây điện sườn zin hết. À, giờ có lúa đi, rồi giờ muốn lên cũng lên là lên đó. Bây giờ muốn lên trợ lực, lên Fuso thì đúng rồi đó, giờ xe nó đẹp rồi, nó chuẩn rồi, thích lên thì mình lên đó. Dọn xe Trung Quốc là phải dọn như vậy. Các bạn xe Trung Quốc các bạn thấy cái gì đẹp các bạn dắt các bạn gắn lên, trong khi cái máy thì các bạn thấy cái máy làm nặng quá bạn không sợ bạn không làm, các bạn cứ làm cái máy 4.5 triệu rồi lên đầu lồng dên quen pha rồi hình thành chạy dây thiên nhật luôn. Mà hay là các bạn muốn á, để bạn dắt bộ riêng Trung Quốc là dắt bộ hoài luôn nha, riêng quay Trung Quốc rồi thì dắt bộ hoài luôn á, dắt bộ rồi vô tiệm sửa dọc đường nó chém 700 làm nhẹ nhẹ thôi, 700-600 có khi triệu mấy làm hai lần cái là hay bức rồi, bằng máy gì còn bằng có nhận rồi, làm hai lần bằng sắp xỉ làm được cục máy Nhật luôn rồi. Trong khi mình làm vẫn còn trong khi mình làm hai triệu mấy rồi vẫn còn đòi Trung Quốc, giờ mình làm được Nhật luôn là xài thiên thu. Chạy ngon tiết kiệm xăng nữa, các bạn phải tính nha. Đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết thế nào là xe Nhật và thế nào là xe Trung Quốc. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem luôn Trung Quốc là như thế nào và xe Nhật là như thế nào. Thì ở đây các bạn thấy chiếc xe này đã, xe này chưa xong bạn nha, ốc này mình chỉ gá đỡ thôi, ốc đang xi chưa đi xi xong về. Thì xe này là xe tàu đó, xe này là xe tàu nhưng mà mình đã vô lửa Nhật nè, sạc Nhật, thậm chí cục chớp này cũng Nhật luôn đó, gấp cả tay Nhật theo xe thôi đó. Mình dọn cái này là dọn zin theo kiểu là tàn phai 5 tháng chứ không phải là dọn mới. Nó thì cái lốc nè, cái lốc số dưới nè đó, lốc số nó bắt đầu số ZX gì đó, FA gì tùm la đó, không phải là xe Nhật kìa, mà nó xe Trung Quốc. Xe Nhật nó sẽ bắt đầu bằng, nếu xe Việt Nam nó sẽ bắt đầu bằng HA hoặc là HC
đó, HC09, HC07, HC08, HC012 gì đó. Còn nếu mà xe tay, xe Thái thì bắt đầu bằng NF. Đó. Còn xe rim Thái thì bắt đầu bằng E. Đó. Xe này thì C100. Không biết các bạn thấy được không? Nói xe này bắt đầu bằng chữ C100 nè. Thấy này, mình zoom cho bạn coi, không biết thấy không? Đó, C100 là xe Thái. Còn xe bên kia là xe rim Việt. Đúng rồi, xe bên kia xếp bè, để mình coi cái số máy xếp cho bạn coi số máy xếp bè rồi. Đó, chữ HA đầu, thấy chưa? Các bạn thấy chiếc Super là HA đầu. Mà số sườn và số máy của nó là không giống nhau nha. Nếu mà xe Việt, nhưng mà xe Thái thì số sườn số máy giống nhau nha các bạn nha. Xe Thái là số sườn số máy sẽ giống nhau liền. Đây, như cái con này là con ZX là cũng là xe của Việt Nam thôi. Đâu rồi, không biết có thấy được không á. Không có mở đèn led cho các bạn coi được. Nhưng mà nó, mình nói cho các bạn, nó cũng là HC09. HC09 nó đời cao hơn thằng kia Spare. Nó thì cái đó là cái hướng mình hướng dẫn cho các bạn xem cái xe Thái và xe Việt sao đó. Còn tới mấy chiếc Spare rim nè. Mấy chiếc xe Thái là cái số máy, cái số sườn của nó nằm dưới cốp bạn nha. Nằm dưới cốp. Còn cái xe Việt á là số sườn nằm trên cổ. Đó, nó bắt đầu bằng R, như là R là LH thì phải. Mình nhớ không lầm. Bắt đầu bằng R LH. Rồi. Thì hôm nay thì cũng nói với các bạn như đó thôi, chia sẻ như đó thôi. Thì là hẹn các bạn trong cái clip tiếp theo. Các bạn nha. Ok, chào các bạn.